Trại trồng hương Long An Cần Giờ xin chào cả nhà. Là nay bữa nay là mùng 2 tháng 2 đó anh em. Là hôm nay là tôi cũng mấy cái clip vừa qua thì tôi cũng có đăng cho anh em xem, là coi như lúc này là nó vô mùa là lên giống liên khúc đó anh em. Là cái vàng anh em thấy là nó nằm vòng vòng đây, là chuẩn bị nhóm giống lên giống hết anh em. Anh em thấy không? Giống tròn của tôi là rất bự con, tại vì mấy cái clip vừa rồi đó thì tôi cũng có đăng lên nêu lên là báo với anh em là cái dòng này thì nó lai dòng Malaysia đó, mà cũng tầm ép mấy đó anh em, thì tôi cũng có báo rồi, cho nên tôi có lặp lại thì anh em thấy cái con đực chiến đấu không, anh em thấy nó nhảy mà hai cái tay nó dò cái bụng con cái. Về sau khi mà cái con cái nó là hai cái lỗ tai của con cái nó giật giật đó, là nó con đực nó đang bơm tinh vô đó anh em, rồi thậm chí nó vớt đôi bạc cục ở dưới luôn đó anh em thấy chưa đó. Xong giờ mạnh nào ní tự mạnh liếm nhau đó, là tối thiểu là tôi phối ba bữa, dắt chiều này thì tôi cho nó phối cái đó anh em, hừng đông tôi cho nó phối lại cái nữa. Giờ này cũng 6 giờ chiều anh em, thành ra hơi tối, anh em cũng thông cảm. Thì qua cái vấn đề mình quay để giao lưu truyền đạt với nhau đó anh em, mình kinh nghiệm giao lưu rồi học hỏi truyền đạt với nhau. Ví dụ anh em nào cảm thấy cái clip mình hay thì cho mình một like để mình có cái động lực để mình quay tiếp theo, chứ còn không phải là mình quay để nêu lên mình bán con giống. Thì coi kỳ rồi tôi có quay cái clip đó thì tôi cũng nói báo với anh em là nói chung là cái trại trồng hương thì của Cần Giuộc Long An á, thì người ta nhu nhiều lắm nhưng mà mình không có cầu nổi, coi như người ta đặt nhiều đó anh em, đặt nhiều mà mình không có để cung cấp nổi. Thì đây là mình quay để giao lưu, để truyền đạt học hỏi với nhau đó anh em. Thấy cái ông này ông đảo không, là chuẩn bị nó nhóm giống đó anh em. Nó nhóm thì mình làm cái cây mình khiều cái chân, mà giờ cái thời điểm là dắt trưa anh em, nó ngủ á, thì mình dễ khều cái chân, mình coi cái đường kính của nó mà nó nở đó anh em, nở mà hơi ửng đỏ đó là nó chưa nghe anh em, nó hơi tôm nước á, nó tôm cái nước chất nhờn đó, thì anh em thả vô là con đực nó đánh nó hơi hít thử với nhau là nó phối ngay, là nó phối tối thiểu ba bữa. Thì thí dụ bây giờ mình cưng cái con đực đó, anh em hừng đông anh em cho nó một cái chiều, cho nó một cái nó có giao phối vậy đó anh em. Thì mà đó là mình cưng đực, nói chung đực đó, thì ở đây tôi rất cưng, nó phối xong rồi anh em biết, nó phối xong rồi thậm chí là phối ba bữa đó xong là tôi bắt con cái đưa về cái dãy chuồng xi măng để cho nó sanh sản đó anh em. Nó sanh sản xong rồi cái còn con đực á thì mình cho nó ba bữa ba trứng hột vịt lộn luộc chín anh em, hoặc là ba trứng gà húp sống đó anh em thấy không. Đó con đực cái dòng lai nó nằm nè anh em, hơi tối anh em thông cảm đó, anh em thấy nó nằm một đống không? Đực chiến anh em. Con đực kỳ rồi tôi có quay cho anh em coi nó, một mình nó mà nó cổng 3-4 vợ một lúc. Kỳ rồi thì tôi cũng có